Cậu tới đây có việc gì? Con về thăm bố mẹ. Quý hóa quá. Mẹ ơi, vợ con đâu rồi ạ? Hai đứa lấy nhau đã được 4 năm rồi nhỉ? Kể cũng nhanh. Nhưng trong 4 năm đó, có mấy khi cậu về thăm tôi đâu. À, con mong mẹ cũng hiểu và thông cảm cho vợ chồng con. Cũng vì công việc bận quá, với lại là cũng xa nữa. Khi đó tôi không muốn con gái tôi lấy chồng xa, nhưng cậu đã vỗ ngực nói với tôi, khi nào Tết đến xuân về, con sẽ mang xuân về cho mẹ. Nhưng kết quả thì sao? Cứ Tết đến là con gái tôi lại cuốn gói theo cậu về quê. Nhưng năm nay tự dưng nó lại bảo là nó về ăn Tết với tôi. Tôi cứ tưởng mình mơ cơ, nhưng không ngờ có người đã đánh con gái tôi. Tôi nuôi nó mấy chục năm trời, chưa bao giờ tôi mắng nó. Chứ đừng nói là do con không dạy dỗ được em. Sẽ không bao giờ có chuyện như thế xảy ra một lần nào nữa đâu ạ. Không có lần sau đâu. Chuyện này á, dù con gái tôi có bỏ qua cho cậu, nhưng với tôi á thì không. Cậu đi đi. Con xin mẹ đấy. Là con có lỗi với vợ con. Con sẽ bù đắp cho vợ con gấp ngàn lần như thế ạ. Tôi gả nó cho cậu, nó phải rời xa vòng tay của chúng tôi. Nó phải cần một chỗ dựa chứ. Mà người chồng chính là chỗ dựa của nó đó. Còn cậu thì sao? Tôi nhất quyết bắt nó phải ly hôn. Mẹ, con xin mẹ đấy ạ. Con đã cho mẹ con và em trai con về quê rồi ạ. Từ giờ về sau sẽ không bao giờ còn cảnh sống chung nữa. Mẹ ơi, con nghĩ thông suốt rồi. Xuân với chính là người quan trọng nhất cuộc đời của con. Con sẽ bảo vệ vợ con, bảo vệ hạnh phúc của mình ạ. Cậu hứa được là phải làm được đó. Con xin hứa. Nếu mà cậu còn lừa dối tôi một lần nữa thì tôi cũng nằm trong quan tài, cũng không để yên cho cậu đâu. Vợ, anh xin lỗi mà. Tha lỗi cho anh nhá. Anh không cần phải nói gì nữa đâu. Anh xin hứa, từ bây giờ sẽ không bao giờ để cho mẹ anh và em trai anh quấy rầy chúng ta nữa. Anh sẽ dành thật nhiều thời gian cho em. Tha lỗi cho anh nhá.